chọn trang phục mặc đẹp dành cho các cô nàng thừa cân. Các cô gái Việt Nam chúng ta đang có xu hướng ngày càng nặng ký. Trong khi chiều cao thì rất khó, nếu không muốn nói là không thể cải thiện. Vậy, phải làm sao bây giờ? Câu trả lời chính là trang phục. Việc mặc trang phục phù hợp sẽ khiến bạn trông cao và cơ thể có phần hài hòa hơn đáng kể. Không tin ư? Mời bạn đến với tạp chí Vai Đam Đếp Biz và tham khảo xu hướng mặc đẹp dành cho cô nàng thừa cân mà Vai Đam Đếp Biz gửi đến bạn. Quần jean đai cao. Quần jean đai cao là cứu tinh số 1 của các cô gái sở hữu thân hình không mấy chuẩn. Bạn chỉ cần sắm cho mình một số chiếc quần jean cạp cao tối màu, mix chung với áo sơ mi hoặc áo thun. Vậy là bạn có thể tự tin đứng trước gương và trầm trồ vì sự thay đổi đáng kinh ngạc này rồi. Nếu bạn chỉ hơi nhỉnh ký thôi, hoặc sở hữu thân hình hơi nấm lùn một chút, hãy chọn những chiếc quần đai cao sáng màu. Bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình cao lên rất nhiều mà không cần đến bất kỳ một đôi giày cao gót hoặc giày độn đắt tiền nào. Đầm suông. Bạn không thích sự gò bó của quần jean. Bạn yêu thích sự thoải mái khi mặc đầm nhưng lại ngại cơ thể không hoàn mỹ. Không sao. Hãy chọn cho mình những chiếc đầm suông dễ thương, hợp với vóc dáng. Chỉ cần mix chung với đôi giày cao gót hoặc chiếc giỏ xách nho nhỏ. Xinh xinh, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc hẹn hò hoặc tiệc tùng đơn giản rồi đấy. Trường hợp bạn muốn mặc đầm công sở, hãy chọn những chiếc đầm suông ngắn tay hoặc tay lỡ nhé. Chúng vừa giúp bạn thoải mái trong khi làm việc, vừa đẹp, lại còn hợp thời trang nữa đấy. Chân váy bút chì. Chân váy bút chì đen thường dành cho những bạn gái có khuyết điểm đùi hoặc hông bự. Hãy chú ý mix chung chân váy bút chì với áo thun hoặc sơ mi kiểu để trông mình phong cách hơn nhé. Ngoài tác dụng mặc đẹp, những chiếc chân váy bút chì còn có khả năng kéo dài đôi chân của bạn một cách thần kỳ. Đây hẳn sẽ là cứu tinh của nhiều cô nàng chân ngắn. Với những mẫu chân váy đẹp như thế này, bạn có thể mix chung với giày cao gót để trông mình cao và hợp thời trang hơn. Các bạn nhớ nhé, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình đẹp chỗ nào. Hãy tìm ra khuyết điểm cơ thể và nhanh chóng khỏa lấp chúng nhé.